bác sĩ Trung Quốc trở thành võ sĩ UFC. MMA là môn võ cần nhiều bộ kỹ năng, cũng như cần thời gian tập luyện khốc liệt. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ chẳng ai ngờ tới. Sau Cyril Gane, UFC chuẩn bị chào đón một võ sĩ tay ngang đến với giải đấu. Đó là Si Minh, võ sĩ Trung Quốc có nghề tay phải là bác sĩ. Mang biệt danh The Doctor đến sân chơi MMA, Si Minh không ngại che giấu nghề nghiệp thực sự của cô. Bác sĩ 30 tuổi người Trung Quốc mới đây đã giành suất tham dự đấu trường UFC sau khi cô giành chiến thắng tại sự kiện tuyển chọn võ sĩ tại Macau, Trung Quốc. Si Minh thừa nhận, những người thân của cô tại quê nhà chỉ nghĩ Minh tập võ để rèn luyện sức khỏe. Cô cũng giấu mọi người về việc cô nhận lời thi đấu chuyên nghiệp bởi bố mẹ Si Minh là những người Trung Quốc truyền thống. Họ không chấp nhận việc con gái mình đấu võ. Tuy nhiên, bí mật của Si Minh đã không còn giữ được nữa. Trước đối thủ Feng Xiaokan, Si Minh đã hạ knockout đối phương bằng một đòn head kick chính xác. Cú đá của cô được mô tả là chuẩn như sách giáo khoa. Đáng chú ý hơn, Si Minh có thể tung cú đá cao chính xác vào một đối thủ có chiều cao và thể hình tốt hơn mình. Ở thời điểm Feng Xiaokan trúng đòn, nhà thi đấu thậm chí đã im lặng trong giây lát. Cả Si Minh và nhiều khán giả chững lại vì thấy Feng Xiaokan ngã xuống như một cây chuối đổ. Rất may là sau đó cô đã tỉnh lại và toàn bộ bốn góc khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay. Tôi rất vui vì giành chiến thắng, nhưng tôi cũng lo về sức khỏe của đối thủ nữa. Mong là cô ấy sẽ ổn, vì cô ấy còn rất trẻ và có cả sự nghiệp phía trước, Si Minh nói. Cô đã nhận được 50.000 đô la Mỹ tiền thưởng từ UFC cùng một tấm vé tham dự giải đấu trong thời gian tới. Kabayan vs Zhang, trận chiến hạng nặng sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 2 tại Riyadh. C ứng cử viên hạng nặng Agit Kabayan và Zilei Zhang đã được thêm vào danh sách thi đấu Riyadh Season ngày 22 tháng 2. Với những trận đấu tuyệt vời trên danh sách, Kabayan đấu với Zhang có thể là một trong những trận đấu đầu tiên được trình chiếu. Kabayan đấu với Zhang có thể chiếm hết sự chú ý trong trận đấu ngày 22 tháng 2 vì đây sẽ là một cuộc chiến thực sự. Cả hai võ sĩ hạng nặng đều thích đánh nhau, và Kabayan sẽ chiến đấu với Big Bang, tìm cách hạ gục anh ta bằng đòn tấn công cơ thể. Zhang đã cho thấy mình dễ bị đánh vào phần giữa cơ thể, và Kabayan sẽ tìm cách tận dụng điểm yếu đó. Cựu vô địch tạm thời WBO Zilei Zhang, 41-27-2-1, 22 KOS, cần một chiến thắng để tiếp tục cuộc săn tìm danh hiệu vô địch thế giới với nhà vô địch thống nhất Alexander Uzi. Zhang, 41 tuổi, trông giống như một võ sĩ ở độ tuổi 20 trong trận đấu gần đây nhất của mình, đánh bại Tebron Bomber Deontay Wilder bằng cú hạ gục ở hiệp thứ 5 vào ngày 1 tháng 6. Zhang, vận động viên hai lần tham dự Olympic, phải thể hiện phong độ tương tự để giành chiến thắng trước Agit Kabayan, 32-25-0-17 KOS. Kabayan, 32 tuổi, trẻ hơn Zhang đáng kể và gần đây đã có những chiến thắng knockout trước Frank Sanchez và Aslanbek Makhmudov. Rất ít người hâm mộ quyền Anh mong đợi Kabayan sẽ thắng bất kỳ trận đấu nào trong số đó, vì 13 năm đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của anh không có gì đặc biệt đối với võ sĩ người Đức. Anh đã đánh bại những võ sĩ cấp thấp hơn và đã phải vật lộn để đánh bại Derek Chisora vào năm 2017, giành chiến thắng bằng quyết định đa số trong 12 hiệp. Tuy nhiên, trong hai trận đấu gần đây nhất của Kabayan, anh đã thay đổi phong cách của mình, trở thành một võ sĩ đấm body dữ dội và là cơn ác mộng để đối phó. Với cách Kabayan chiến thắng bằng đòn dừng trận đấu ở hiệp thứ 7 trước Frank Sanchez vào ngày 18 tháng 5, anh ấy đã hạ gục Tyson Fury. Cú đấm vào người của anh ấy thật tuyệt vời, như chúng ta đã chứng kiến trong trận đấu cuối cùng của Fury với Uzi. Anh ấy không thích bị đánh vào chiếc giỏ đựng đầy đồ ăn của mình. Kabayan được xếp hạng thăng 2 WBC, thăng 3 IBF, thăng 4 WBO và thăng 5 WBA. Anh ấy sắp có cơ hội tranh đai vô địch thế giới. Lý do duy nhất khiến anh ấy vẫn chưa có cơ hội là vì các nhà vô địch vẫn tập trung vào việc đấu với những võ sĩ nổi tiếng. Và anh ấy không phải là cái tên quen thuộc với những người chơi nghiệp dư. Giang được xếp hạng thăng 2 WBO, thăng 3 IBF và thăng 4 WBC. Anh vẫn được xếp hạng cao mặc dù thua Joseph Parker với quyết định đa số 12 hiệp vào đầu năm nay vào ngày 8 tháng 3. Conor McGregor bị phạt 250.000 euro vì tội tấn công tình dục. Vụ kiện nhắm vào ngôi sao của UFC, Conor McGregor mới đây đã có những kết luận đầu tiên khi tay găng người Ireland nhận án phạt 250.000 euro với những cáo buộc tấn công tình dục mà mình phải hứng chịu. Theo Tòa án Dân sự Ireland, Nikita Hand-Windon trong vụ kiện này đã cáo buộc Conor có hành vi cưỡng hiếp và đánh đập dã man mình tại một căn hộ áp mái ở khách sạn tại thủ đô Dublin hồi tháng 12 năm 2018. Người này cho biết cô đã bị các vết thương và sang chấn tâm lý sau chấn thương. Dù cho phía luật sư và bản thân Conor đã chứng minh rằng việc hai người quan hệ là hoàn toàn tự nguyện, bồi thẩm đoàn gồm 8 phụ nữ và 4 nam giới vẫn tuyên bố anh phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình trong phiên tòa kéo dài gần 6 tiếng tại Dublin. Conor và Dee Devlin, mẹ của 4 đứa trẻ nhà McGregor, đã bày tỏ sự thất vọng khi bước ra khỏi tòa án. Trong khi đó, bài diễn văn của Nikita Hand, người đã chủ động công khai danh tính bản thân trong vụ kiện, càng khiến những chỉ trích hướng về nhà cựu vô địch UFC. Theo luật sư John Gordon, người đại diện cho Hand, Conor McGregor đã có những hành động trên vì thất bại trong trận đấu lớn nhất lịch sử UFC với Khabib Nurmagomedov diễn ra hồi tháng 10 năm 2018. Đáng chú ý,
Chính Conor McGregor đã thừa nhận hành động quan hệ với Nikita Hen sau khi anh cùng một người bạn đón cô và cả ba đã sử dụng cocaine. Hành vi này càng khiến tòa án và bồi thẩm đoàn quy kết trách nhiệm cho Conor sau khi nguyên đơn tuyên bố đã từ chối hành động quan hệ với anh. Hen khai Conor đã xiết cổ cô và nói rằng bây giờ cô biết cảm giác của tôi trong lồng bắt giác khi tôi phải chịu thua 3 lần rồi đấy. Ám chỉ đến 3 trận thua của ngôi sao người Ireland trên sàn MMA. Mọi lời khai và bằng chứng trong phiên tòa đều chống lại Conor McGregor. Khi các bác sĩ khám định cho Nikita Hen đã nhiều lần nhấn mạnh về tính nghiêm trọng của vết thương khi cô đến phòng khám, một ngày sau khi sự việc diễn ra. Sau phiên tòa, Conor đã chia sẻ trên trang cá nhân về sự thất vọng với phán quyết trên, đó là một lời nói dối trắng trợn trong số những lời bịa đặt khác. Làm sao ai đó có thể tin được một người đầy kiêu hãnh như tôi, lại nhấn mạnh vào những thất bại của mình. Trong khi đó, luật sư của Conor đề nghị bồi thẩm đoàn không nên có thái độ thù địch với Conor vì những hành động trước đây. Ông cũng đưa ra bằng chứng là các video sau khi cả hai rời khỏi phòng khách sạn với thái độ của Hen trông khá vui vẻ. Khi bị cảnh sát thẩm vấn và đọc cáo trạng, Conor cho biết anh thực sự kinh hãi vì những cáo buộc. Trong khi anh phải chịu hình phạt nặng nề nhất từ trước đến nay tại tòa, hội đồng xét xử lại từ chối xử có lợi cho Hen trong một cáo buộc khác về James Lauren, một người bạn của Conor được cho là cũng có mặt với hai người. Đây không phải lần đầu tiên Conor McGregor bị vướng vào những cáo buộc tấn công tình dục. Trước đó hồi tháng 6 năm 2023, anh cũng bị một phụ nữ quy kết tội quấy rối tại Florida, Mỹ.